Kính thưa thầy cô trong ban chủ tọa và các bạn đồng nghiệp, trước nhất tôi xin chân thành cảm ơn thầy Châu cũng như ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để báo cáo online cái đề tài phân loại cứu hình CBD ứng dụng trong điều trị và tiên lượng người bệnh. Đây là một cái bệnh lý đa dạng, phức tạp với rất là nhiều yếu tố nguy cơ cũng như nguyên nhân. Theo kinh điển thì khói thuốc lá là một trong những yếu tố nguyên nhân chính gây ra CBD và tử vong, ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động của lớp luân chuyển cũng như là ức chế hoặc là tăng hoạt hóa của các tế bào viêm, trong đó có đại thực bào. Bên cạnh đó thì những cái ô nhiễm về môi trường cũng như là quá chất nghề nghiệp, tình trạng nhiễm trùng hô hấp ở trẻ em từ khi còn nhỏ và những yếu tố cơ địa sẽ góp phần tạo ra những kiểu hình khác nhau trong bệnh nhân CBD. Với 25% tới 30% người bệnh tiếp xúc với khói thuốc lá cũng như yếu tố thuận lợi sẽ phát triển CBD. Thì cơ chế sinh bệnh CBD là một cái cơ chế rất là phức tạp, với khởi đầu là một cái tiếp xúc với khói thuốc lá hoặc là những kích thích ở môi trường hoạt hóa những cái tế bào đại thực bào tới biểu mô đường hô hấp cũng như gây tổn thương biểu mô đường hô hấp trực tiếp, và từ đó thì kích hoạt hàng loạt những phản ứng viêm ở trong cơ thể với sự gia tăng của neutrophil cũng như các tế bào viêm, gây ra tình trạng xơ hóa của đường hô hấp nhỏ, tình trạng phá hủy phế nang qua sự gia tăng của các protease, đặc biệt là ELISA cũng như là sự kích thích tình trạng viêm và tăng tiết. Đó là ba cái đặc tính không thể thiếu được trong bệnh nhân CBD. Thì CBD là một cái bệnh lý phức tạp, một cái phản ứng viêm toàn thân chứ không phải là chỉ khu trú tại phổi như chúng ta đã biết từ trước đến nay. Với tình trạng các cái mặt cơ viêm lưu hành ở trong cơ thể như là các cytokine, interleukin 1 alpha, interleukin 6, 18, TNF alpha và những cái protein gây viêm, nó tác động lên nhiều cái hệ cơ quan, trong đó có tim mạch, chuyển hóa xương khớp, kể cả những cái về tinh thần của bệnh nhân, và tạo ra những cái bệnh cảnh rất là phức tạp. Từ 1955 thì Donhaus đã mô tả hai cái kiểu hình dựa trên quan sát lâm sàng. Thì đó là kiểu hình bin buffer, những người lớn tuổi gầy ốm, khó thở nhiều, biểu hiện chủ yếu là tình trạng khí vết thủng do phá hủy nhu mô phổi. Một kiểu hình kinh điển khác đó là tình trạng viêm phế quản mãn, gọi là blue blotter, những người này thì trẻ tuổi hơn, có biểu hiện chủ yếu là viêm phế quản mãn, ho khạc đàm kéo dài và đưa đến những biến chứng tăng áp phổi và tâm phế mãn. Thì đây là hai kiểu hình gọi là cái kiểu hình kinh điển của bệnh nhân CBD, từ được mô tả từ 1955. Đây là hình thái mô tả cái tổn thương của cái hai cái kiểu hình. Một kiểu hình là một cái khí vết thủng trung tâm tiêu thùy với biểu hiện của viêm phế quản mãn và tình trạng phá hủy nhu mô phổi trung tâm tiêu thùy. Và đây hình thái thứ hai là hình thái khí vết thủng toàn tiểu thùy trên những bệnh nhân bin buffer. Đó là những cái biểu hiện chính của hai kiểu hình kinh điển từ trước đến nay chúng ta đều biết. Thì qua cái cơ chế bệnh sinh đó thì chúng ta nhận thấy rằng có những cái biến đổi về mặt giải phẫu bệnh lý của hai kiểu hình. Một kiểu hình là viêm phế quản mãn, viêm tăng tiết, xơ hóa, dẫn đến tình trạng tái cấu trúc của cái đường thở, làm cho đường thở nó hẹp một cách vĩnh viễn và nặng dần. Một cái hình thứ hai là có thể đi kèm hoặc là nó nổi bật hơn, đó là tình trạng khí vết thủng và tình trạng phá hủy nhu mô phổi liên quan tới thoái biến những cái protea, những cái protein do cái sự gia tăng của elasta trên những cái cơ địa đặc biệt. Chúng ta thấy có những cái tình trạng khí vết thủng toàn thể hoặc là những tình trạng khí vết thủng khu trú, và tạo ra hai cái kiểu hình kinh điển của bệnh nhân CBD. Thì chúng ta đều biết là cái mối tương tác giữa môi trường như khói thuốc lá, ô nhiễm môi trường hay tình trạng nhiễm trùng, dị ứng trên những cái cơ địa đặc biệt,
Với những cái biến đổi về mặt sinh học của cơ thể, thí dụ như tình trạng miễn dịch bẩm sinh hay là tình trạng mắc phải, cũng như là những stress oxy hóa và tình trạng phục hồi của cơ thể, và tạo ra những cái biểu biểu hiện của một cái kiểu lâm sàng mà chúng ta thường gọi là kiểu hình bên trên bệnh nhân CBD, ít nhiều biểu hiện chủ yếu ở phổi, tuy nhiên thì có những cái biểu hiện những cái bệnh lý kèm theo, thí dụ bệnh cơ chuyển hóa, tim mạch, những cái tình trạng loãng xương, kể cả ung thư. Hoặc là những bệnh nhân như thế này sẽ tạo ra những cái biểu hiện như là bệnh nhân có cái hình nhiều đợt cấp, hoặc là trên những bệnh nhân có chồng lấp cái hen và CBD. Do đó chúng ta thấy rằng đúng là bệnh CBD là một cái bệnh lý cực kỳ phức tạp, với nhiều cái biểu hiện trên lâm sàng từ thấp nhất cho tới nặng nhất, và trên những cái biểu hiện toàn thân khác nhau, và chúng ta có thể phân loại ra một số cái kiểu hình có thể là chúng ta nhận biết được trên lâm sàng, cũng như là những cái biểu hiện về sinh học hay là trên cái cơ địa gen, và trên những kiểu hình đó thì chúng ta sẽ chọn lựa ra một số kiểu hình để chúng ta có thể điều trị được cho bệnh nhân, chúng ta gọi là treatable trait, để chúng ta có thể giảm đi triệu chứng bệnh nhân, giảm đợt cấp, cũng như là kéo dài cuộc sống và tăng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân của chúng ta. Thì chúng ta xem xét một số cái triple test trong bệnh nhân CBD, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái kiểu hình của bệnh nhân CBD. Ví dụ như tình trạng căng phồng phổi, bệnh nhân có thể có những chủ yếu là tăng áp lực mệt phổi, có những bệnh động mạch thường xuyên, những người có đợt cấp thường xuyên. Có những người thì CBD với tình trạng suy dinh dưỡng rất là nặng, hoặc là tình trạng khó thở kéo dài, hoặc là một tình trạng siêu hấp mãn. Thì những cái kiểu hình như thế này thì chúng ta cần phải nhận biết và chúng ta có thể điều trị được cho bệnh nhân của chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận bệnh nhân từ lúc ban đầu, và chúng ta theo dõi. Trong những cái kiểu hình của bệnh nhân thì chúng ta thấy là cái bệnh động mắt là một bệnh rất là phổ biến đối với bệnh nhân CBD, đặc biệt là những cái bệnh lý về về tim mạch. Thì theo thống kê chúng ta thấy rằng có 97% có ít nhất một bệnh động mắt, và trên 50% chúng ta thấy là có 4 bệnh động mắt trở lên. Những bệnh lý này nó cũng ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân CBD, và đặc biệt là bệnh nhân CBD cũng ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân có những cái bệnh động mắt đi kèm theo. Và vấn đề điều trị là chúng ta một cái điều trị toàn diện, điều trị bệnh nhân CBD chứ không phải là một cái điều trị bệnh CBD. Về nguy cơ tim mạch của bệnh nhân CBD thì chúng ta biết rằng bệnh lý tim mạch thường thường xảy ra trên những người lớn tuổi, có thể có kèm hay là không kèm CBD. Đặc biệt là nếu mà bệnh nhân tim mạch mà có kèm CBD thì cái nguy cơ tim mạch nó gia tăng lên. Đặc biệt là trong cái đợt cấp của CBD thì chúng ta thấy là nó tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim trong vòng 5 ngày, và tăng đột quỵ trong vòng 10 ngày, cũng như là nó tăng nguy cơ biến cố tim mạch kể cả một năm sau khi bệnh nhân có đợt cấp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bệnh lý tim mạch là một cái bệnh lý khá phổ biến, và có thể nó nặng lên trong cái quá trình bệnh nhân nằm trong cái đợt cấp. Thậm chí bệnh nhân vừa khỏi cái đợt cấp thì bệnh nhân có nguy cơ tim mạch và có thể dẫn đến tử vong. Ví dụ như là nhồi máu phổi, hoặc là nhồi máu cơ tim, hoặc là tình trạng suy tim nặng rên, rối loạn nhịp do thuốc men cũng như là do rối loạn điện giải. Và nguy cơ tim mạch nó vẫn còn hiện hữu cho tới một năm sau khi bệnh nhân có một cái đợt cấp trung bình hay là nặng. Dù là bệnh nhân có bệnh lý kiểu hình như thế nào, nhưng mà cái mục tiêu điều trị chúng ta cũng có những cái nguyên tắc và có mục tiêu điều trị cho bệnh nhân CB trong đa số trường hợp. Thứ nhất là chúng ta mục tiêu thứ nhất là giảm cái triệu chứng bằng cách là chúng ta sử dụng những cái thuốc để mà bệnh nhân giảm triệu chứng, cũng như là cải thiện khi gắng sức và cải thiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân tăng cường cái chất lượng sống. Cái mục tiêu thứ hai là chúng ta giảm nguy cơ
À, có nghĩa là chúng ta làm giảm đi sự tiến triển của bệnh, chúng ta ngăn ngừa cái đợt cấp, và đây là một cái yếu tố, cái nguyên mục tiêu rất là quan trọng, cũng như là giảm tỷ lệ tử vong. Thì từ trước đến nay thì với những cái biện pháp không dùng thuốc thì chúng ta thấy là có khả năng giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên thì cái điều trị bằng thuốc thì nó chưa chứng minh có giảm tỷ lệ tử vong. Cho tới năm 2023-24 thì chúng ta thấy rằng có bộ ba ICS/LABA/LAMA trong một cái dụng cụ duy nhất đã giúp cho bệnh nhân có thể giảm đi tỷ lệ tử vong. Đó là những cái mục tiêu mà rất là quan trọng đối với một cái bệnh nhân CBD. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng bệnh CBD là một cái bệnh mà cần phải được nhận thức và chẩn đoán một cách sớm để chúng ta hạn chế được những cái biến chứng, cũng như là cái khả năng tử vong bệnh nhân. Do đó mà cái vấn đề nhận thức của bệnh nhân cũng như là cả các chuyên gia y tế cũng như là những cơ quan y tế cộng đồng sẽ giúp cho chúng ta tầm soát và điều trị bệnh nhân CBD càng sớm càng tốt, cũng như là giảm tỷ lệ mắc và tử vong CBD liên quan tới vấn đề mà điều trị ngưng hút thuốc lá cũng như là điều trị bệnh nhân CBD. Thì Goal 2024 cũng cho chúng ta thấy những cái bức tranh về vấn đề điều trị mà giảm đi tỷ lệ tử vong với những biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Thì như chúng tôi đã đề cập tới ban đầu, những biện pháp dùng thuốc ICS/LABA/LAMA trong một cái dụng cụ đóng đã được chứng minh qua những nghiên cứu, thí dụ như IMPACT hay là ETOS, nó cũng giúp cho chúng ta giảm đi tử vong cho bệnh nhân CBD có triệu chứng hoặc là những bệnh nhân mà có một cái tiền sử đợt cấp trung bình nặng. Những biện pháp không dùng thuốc cũng rất là quan trọng, như là ngưng thuốc lá, phục hồi chức năng hô hấp, điều trị oxy lâu dài tại nhà, hay là thở máy không xâm lấn, hoặc là những cái thủ thuật hay là những cái biện pháp mổ giảm thể tích phổi đã giúp cho những cái nhóm bệnh nhân có những điều kiện đặc biệt sẽ làm cho bệnh nhân có tăng cái thời gian sống cùng với cái biện pháp điều trị dùng thuốc. Thì đây là một cái sơ đồ biểu diễn của Beto từ năm thập niên 70, thì cho chúng ta thấy là những bệnh nhân mà CBD cái chức năng phổi nó giảm rất là nhanh. Nếu mà chúng ta ngưng thuốc lá càng sớm càng tốt. Thí dụ như ngưng thuốc lá trước tuổi 50 thì cái chức năng hô hấp nó sẽ phục hồi giống như là một cái chức năng hô hấp của người không hút thuốc lá. Đây là cái chức năng hô hấp tiến triển của người không hút thuốc lá, và đây là chức năng hô hấp của người đã ngừng hút thuốc lá trước tuổi 50, cũng như là có thể ngừng thuốc lá ở tuổi 65, hay là bất cứ khi nào chúng ta chẩn đoán bệnh nhân CBD thì chức năng hô hấp nó cũng phục hồi giống như là một cái người bình thường không hút thuốc lá. Do đó cái biện pháp ngưng thuốc lá một biện pháp cực kỳ quan trọng mà đã chứng minh nó giảm đi tỷ lệ tử vong. Những biện pháp can thiệp trong CBD giai đoạn ổn định để giúp cho bệnh nhân được tăng cái thời gian sống thêm, thí dụ như là chúng ta phẫu thuật giảm thể tích phổi đối với tình trạng mà khí phế thủng, hoặc là chúng ta có thể mổ cắt bỏ túi khí trong trường hợp rất là nặng. Những cái bằng chứng, những cái điều trị khác không có giúp ích thì cái chuyện ghép phổi là một cái biện pháp cứu cánh cuối cùng. Và trong những năm gần đây, kể cả ở Việt Nam, chúng ta có những cái can thiệp qua nội soi phế quản ống mềm bằng cách là chúng ta có thể sử dụng những cái điều trị như là giá đỡ phổi, hoặc là chúng ta cắt bỏ điều trị bằng hơi nóng. Thì đây là những hình ảnh mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta có điều trị những bệnh nhân khí phế thủng khu trú bằng những cái biện pháp, ví dụ như ta có thể bơm keo sinh học. Tuy rằng hiện nay thì cũng ít được áp dụng, tuy nhiên đây cũng là một biện pháp có hiệu quả để điều trị cho bệnh nhân CBD có khí thủng. Và hình ảnh này là hình ảnh những cái đặt cái van một chiều ở những bệnh nhân những khí phế thủng, đặc biệt là những khí phế thủng ở thùy trên, để giúp cho chúng ta thấy là giảm đi cái tình trạng khí căng phòng phổi và tái lập lại cái tình trạng lưu thông bình thường của một cái phổi đã bị bệnh. Hình ảnh đây là hình ảnh mà chúng ta đặt cái coil để mà nó qua nội soi ống mềm để co rút cái nhu mô phổi lại ở những vùng mà bị phế thủng của bệnh nhân CBD, và lúc lúc ấy thì giúp cho cái nhu mô phổi bình thường nó được nở ra và được thông khí tốt hơn. Những biện pháp không dùng thuốc khác cũng rất là quan trọng trong cái biện pháp chung cho những bệnh nhân CBD ở mọi cái kiểu hình, đó là
vaccine đến người nhiễm trùng. Chúng ta biết rằng CBD không phải là một cái bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên CBD là một cái bệnh mà nó giảm cái sức đề kháng tại chỗ cũng như là giảm sức đề kháng toàn thân của bệnh nhân CBD. Do đó mà cái vấn đề ngăn ngừa cái nhiễm trùng, nhiễm virus cúm, nhiễm COVID hoặc là những virus khác, những cái vi khuẩn thí dụ như là phế cầu là một trong những cái biện pháp mà chúng ta cần phải phòng ngừa chủ động cho những bệnh nhân CBD. Thì hiện nay những cái vaccine chủng ngừa cúm cũng đã được khuyến cáo bởi các tổ chức, trong đó có Gold 2024 đối với những bệnh nhân CBD trên 65 tuổi hoặc là bệnh nhân CBD dưới 40 tuổi, cũng như là những bệnh nhân CBD mà có bệnh nền, những bệnh nhân CBD mà có cái khả năng bị viêm phổi tái đi tái lại trên những cái kiểu hình khác, thì cái vaccine chủng ngừa cúm cũng như chủng ngừa phế cầu nó cũng giúp cho bệnh nhân cải thiện được cái độ nặng cũng như độ cái tỷ lệ tử vong với những cái bằng chứng loại B. Trong mọi bệnh kiểu hình CBD thì vấn đề sử dụng thuốc cũng là một cái yếu tố rất quan trọng. Mặc dù là cho tới hiện nay mới được chứng minh là acetylcholine trong một cái dụng cụ đóng giúp cho cải thiện cái tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên cái điều trị dùng thuốc trong từ khi mà những thập niên 40, 50 khi mà chúng ta chẩn đoán một cái viêm phế quang mãn hay là khí phế thủng với một cái sự thay đổi các cái tiêu chí về đánh giá cũng như là vấn đề điều trị bệnh nhân. Cũng như là dựa trên những cái bệnh nhân kiểu hình thì cái bệnh nhân đợt cấp CB là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta cần phải giảm đi, đặc biệt là những bệnh nhân mà có đợt cấp thường xuyên. Do đó mà trong những cái goal sau này người ta đã xếp cái nhóm C và D thành cái nhóm E là nhóm mà dễ xảy ra đợt cấp. Khi mà chúng ta điều trị với LABA cộng LAMA mà nó không có nó giảm đi được cấp cũng như là giảm cái sự tiến triển của bệnh, thì cái vấn đề chúng ta thêm ICS vô trong những bệnh nhân này sau khi điều trị tối ưu hóa LABA LAMA hoặc là những bệnh nhân mà ngay từ ban đầu chúng ta chẩn đoán CBD có cái bạc cầu hóa ton trên 300, thì những bệnh nhân này là những bệnh nhân mà có khả năng đáp ứng với ICS cũng như là những bệnh nhân này có nhiều khả năng sẽ xảy ra được cấp. Và có lợi khi chúng ta bổ sung sớm ICS, và những bệnh nhân này thì cần phải xem xét điều trị ban đầu là phối hợp bộ ba trong đó có ICS cho bệnh nhân. Những nhóm A thì đưa tương đối đơn giản với sử dụng một cái thuốc giãn phế quản đơn thuần. Nhóm B thì hiện nay thì với bệnh nhân mà có MIC trên 2 hoặc là ghép trên 10 thì chúng ta nên phối hợp LABA/LAMA vừa giảm triệu chứng tốt cho bệnh nhân mà vừa giảm đợt cấp cho bệnh nhân. Tất cả những cái điều trị này nó đưa đến những cái kết quả là bệnh nhân đã được giảm triệu chứng, giảm được cấp, tăng chất lượng cuộc sống, làm giảm suy giảm cái chức năng hô hấp của bệnh nhân cũng như là giảm tỷ lệ tử vong với bộ ba đóng. Như vậy thì chúng ta thấy là điều trị bằng thuốc hiện nay đã được chứng minh là có giảm tỷ lệ tử vong với điều trị đầy đủ đúng chỉ định với một cái bộ ba đóng so với cái bộ ba mở trước đây chưa được chứng minh giảm tỷ lệ tử vong. Một kiểu hình khác mà nó cũng rất là thường thấy ở trên lâm sàng và chúng ta cũng hết sức lưu ý, đó là bệnh nhân hen chồng lấp lên CBD hay là CBD chồng lên bệnh nhân hen với nhiều cái kiểu hình khác nhau. Cũng như là có những cái yếu tố về 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 sinh học, ví dụ như có những bệnh nhân hen mà có tăng bạch cầu hỏa ton, có những bệnh nhân hen tăng bạch cầu neutrophil, hoặc là có những bệnh nhân CBD mà có yếu tố khí huyết thủng kèm theo, thì những bệnh nhân này nó đáp ứng khác nhau với từng loại thuốc ICS và thuốc giãn phế quản. Chúng ta đều biết rằng cái ba cái nhóm thuốc ICS, LABA, thì ICS là một cái thuốc điều trị kháng viêm đối với những bệnh nhân CBD có được chỉ định, đặc biệt là những bệnh nhân mà CBD có bạch cầu hỏa ton, thì điều này được chứng tỏ là chúng ta thấy rằng trong nhiều nghiên cứu chúng ta thấy bạch cầu hỏa ton trên 300
là một yếu tố tiên lượng tốt cho bệnh nhân đáp ứng với ICS. Nếu bệnh nhân được CBD mà điều trị với Lama-Lama không có hiệu quả thì chúng ta sẽ cân nhắc thêm ICS nếu mà bạch cầu an toàn từ 100 cho tới 300. Đây là những cái đối tượng mà nó cũng có tiên lượng tốt với corticoid. Riêng đối với thuốc giãn phế quản thì chúng ta có những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta cần phải lưu ý cá thể hóa trong vấn đề điều trị, là có đa số bệnh nhân thì có tình trạng đáp ứng ngang nhau giữa Lama. Tuy nhiên thì có một số bệnh nhân sẽ đáp ứng tốt với adrenergic và một số bệnh nhân đáp ứng tốt với anticholinergic. Do đó mà chúng ta khi mà chúng ta điều trị, chúng ta cần phải xem xét theo dõi để xem cái tình trạng đáp ứng với những cái thuốc giãn phế quản này để chúng ta chọn lựa thích hợp nhất cho bệnh nhân của chúng ta. Đối với những bệnh nhân nhiều đợt cấp là những cái đối tượng mà chúng ta hết sức quan tâm, bởi vì đợt cấp CBD là một cái yếu tố tiên lượng tử vong rất lớn, đặc biệt là những yếu tố đợt cấp trung bình nặng. Thì những bệnh nhân mà có đợt cấp thường xuyên thường xảy ra trên những cái đối tượng tuổi cao, có một cái bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn nặng, thí dụ như FEV1 dưới 50, hoặc là có tình trạng oxy thấp, tiền căn có đợt cấp thường xuyên, tình trạng viêm đường thở hay là viêm toàn thân nhiều, có tình vi khuẩn thường trú cao trong giai đoạn ổn định, thí dụ như chúng ta cái thường xuyên dương tính với Pseudomonas, hoặc là những bệnh nhân có một cái kiểu hình viêm phế quản mạn tăng tiết đàm thì làm cho bệnh nhân dễ rơi vơ rời một cấp, hoặc là có nhiều bệnh động mạch đi kèm. Trong một nghiên cứu của bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta thấy có một số yếu tố làm cho tăng cái bệnh nhân có nguy cơ đợt cấp thường xuyên. Năm 2022 thì những bệnh nhân mà cái bệnh CBD trên 5 năm, kết trên 10, có bệnh động mắt, không tuân thủ điều trị theo toa của bác sĩ và không sử dụng ICS nếu mà có chỉ định, thì bệnh nhân này là rơi vào cái đợt cấp thường xuyên. Ngoài ra thì chúng ta xem xét cái đợt cấp thường xuyên dựa trên những tiền sử đợt cấp trong những năm vừa qua, thì chúng ta thấy rằng những bệnh nhân nào mà có đợt cấp thường xuyên sẽ có những cái đợt cấp thường xuyên trong năm tiếp theo và những năm tiếp theo nữa, và những bệnh nhân nào ít đợt cấp thì có khả năng sẽ xảy ra ít đợt cấp trong những năm tiếp theo. Do đó mà chúng ta xem xét cái yếu tố nguy cơ tăng cái đợt cấp thường xuyên dựa trên những cái đợt cấp trong những trước là một yếu tố khá là quan trọng. Yếu tố thứ hai là yếu tố về bạch cầu an toàn. Chúng ta nhận thấy rằng đây là một cái chỉ số sinh học quan trọng liên quan tới cái tiên lượng của bệnh nhân. Bạch cầu an toàn càng cao thì cái nguy cơ được cấp càng tăng nếu mà bệnh nhân không được điều trị với ICS. Ở đây cái biểu đồ ở đây chúng ta cũng nhận thấy rằng những bệnh nhân mà có bạch cầu an toàn tăng mà chúng ta không có điều trị ICS, và những trường hợp mà chúng ta có điều trị ICS thì những cái trường hợp đó bạch cầu ICS nó được ức chế bởi ICS, sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đi cái đợt cấp, là một trong những yếu tố quan trọng. Và chỉ định ICS cũng rất rõ ràng trong GOL 2024 về những cái cần phải sử dụng ngay ICS, hoặc là ưu tiên sử dụng ICS, cũng như là chúng ta chống chỉ định ICS thì dựa trên những cái khuyến cáo mà chúng ta đã được đề cập tới. Trở lại vấn đề sử dụng thuốc bổ ba đóng thì giúp cho giảm tỷ lệ tử vong liên quan tới những nghiên cứu, thí dụ như IMPACT hay ETHOS, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong nó giảm đi cho những bệnh nhân này. Trên những cái nhóm đối tượng bệnh nhân có đợt cấp trung bình nặng hàng năm thì cái liệu pháp bổ ba đóng này nó đã được đưa vào cái goal 2023-24. Trong cái nghiên cứu liên quan tới nhóm bệnh nhân mà có tiền sử đợt cấp trung bình nặng thì trong nghiên cứu sử dụng cái bổ ba budesonide lycopodium phosphoterol dưới cái dụng cụ Aerosphere so với lycopodium phosphoterol thì chúng ta thấy nó giảm 52% đợt cấp, và cứ ba bệnh nhân điều trị trong một năm với bộ ba đóng so với Lama-Lama thì nó giảm đi một đợt cấp trung bình nặng. Ở đây chúng ta thấy rằng những cái biến cố về tim mạch cũng vậy, nó giảm đi thấp hơn khi mà chúng ta sử dụng bộ ba đóng, với 1,4% cái biến cố tim mạch so với Lama-Lama là 2,1%, và đó là những cái tỷ lệ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái giảm cái biến cố tim mạch cho những bệnh nhân sử dụng bộ ba đóng.
cũng như là những nguy cơ tử vong cho bệnh tim mạch, thì chúng ta thấy rằng bộ ba đóng với cái công nghệ IRCP nó cũng giúp cho tình trạng giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Và đây là một trong những cái chỉ tiêu giảm tử vong để mà chúng ta đạt được trong bệnh nhân được cấp CPD. Chúng ta biết rằng cái nguy cơ tử vong tim mạch nó thường xảy ra cho bệnh nhân trong 10 ngày đầu với cái được cấp CPD trung bình nặng bệnh nhân nhập viện. Trong nghiên cứu này chúng ta cũng nhận thấy rằng trong cái 52 tuần lễ điều trị với bộ ba đóng thì so với LABA/LAMA thì nó giảm đi 49% cái tỷ lệ tử vong với NNT là 80. Chúng ta điều trị cho 80 bệnh nhân thì chúng ta sẽ phòng ngừa một ca tử vong khi so sánh với LABA/LAMA. Cũng vậy với cái bộ ba đóng, chúng ta thấy rằng với cái điều trị bộ ba đóng nó sẽ giảm thuyên giảm hoặc là cải thiện FOV1 tốt hơn bộ đôi cho bệnh nhân nhiều chứng, kể cả bệnh nhân có được cấp ít hay được cấp nhiều trong trong tiền sử. Với vấn đề tuân thủ điều trị, đây là một yếu tố rất là then chốt cho bệnh nhân CPD. Thông thường một bệnh nhân CPD được điều trị ngoài cái những cái giảm đợt cấp, giảm triệu chứng thì với cái bộ ba cũng như là bộ đôi thì vấn đề tuân thủ điều trị là một cái điều cực kỳ quan trọng. Thì với một cái bộ ba trong một cái dụng cụ hít thì giúp cho bệnh nhân tuân thủ theo thời gian 6 tháng hay là 12 tháng. Ở đây chúng ta thấy rằng so với những cái bộ ba mở thì chúng ta thấy rằng cái tuân thủ nó cao hơn 80 so với 76 hay là 62 so với 53 sau 12 tháng điều trị. Và đồng thời cũng vậy, bộ ba đóng trong một dụng cụ hít nó cũng giảm đi 32 phần trăm tỷ lệ được cấp so với bộ ba mở, cũng như giảm 33 phần trăm tỷ lệ tử vong so với bộ ba mở. Thì chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân dựa trên những cái kiểu hình với những cái phương pháp điều trị thuốc và không dùng thuốc, với những cái điều trị phối hợp thuốc. Tuy nhiên thì có một số những cái bệnh nhân ở giai đoạn rất là nặng, bệnh nhân cũng có thể có xảy ra những cái đợt cấp sau khi mà chúng ta tối ưu hóa điều trị. Chúng ta có thể cân nhắc sử dụng thêm roflumilast nếu mà bệnh nhân có tình trạng FOV1 dưới 50 viêm phế quản mạn và có một cái đợt cấp phải nhập viện trong năm trước, thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng roflumilast hoặc là chúng ta có thể thêm cái azithromycin hay là clarithromycin cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân mà không không hút thuốc lá. Tuy nhiên thì vấn đề sử dụng cái thuốc kháng sinh liều thấp thì chúng ta luôn luôn lưu ý tới vấn đề mà tình trạng kháng thuốc cho bệnh nhân có được cấp CPD. Vấn đề sử dụng CPD, sử dụng ICS trên những bệnh CPD thì chúng ta cũng lưu ý đến tình trạng viêm phổi tái đi tái lại. Nếu mà bệnh nhân không đáp ứng hoặc là bệnh nhân có một cái viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần thì chúng ta phải lưu ý xem xét. Có xem lại cái chỉ định điều trị CPD có đúng hay không. Nếu mà trong trường hợp chúng ta cần phải rút ICS thì chúng ta nên theo dõi cẩn thận, đặc biệt là những bệnh nhân mà có bạch cầu ái toan từ 100 tới 300 hoặc trên 300 thì cái chuyện mà chúng ta dừng ICS là có thể có xảy ra cái đợt biến cố đợt cấp xảy ra, và chúng ta lúc đó chúng ta cũng cân nhắc có thể tái sử dụng ICS trở lại cho bệnh nhân. Tóm lại thì CPD đây là một cái bệnh lý cực kỳ phổ biến tại Việt Nam với nhiều triệu bệnh nhân hiện nay, với một cái cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp, diễn tiến xấu theo thời gian và nhiều cái kiểu hình cũng như là cái tiên lượng khác nhau. Chúng ta hết sức lưu ý những bệnh nhân có bệnh động mạch, đặc biệt là bệnh lý tim mạch có khả năng làm tăng tử vong trong đợt cấp, cũng như là những cái bệnh lý đó có thể làm tăng cái đợt cấp bệnh nhân CPD. Và CPD cũng thể làm cho tăng tỷ lệ tử vong của những bệnh động mạch. Điều trị duy trì sự ổn định cho bệnh nhân bằng thuốc giãn phế quản, thuốc kháng viêm, chủ yếu là chúng ta giảm triệu chứng, giảm đợt cấp và tăng chất lượng điều trị bệnh nhân. Hiện nay thì thuốc bộ ba đóng đã chứng minh hiệu quả
cho bệnh nhân giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân COPD, chúng ta cân nhắc để chỉ định điều trị ngay từ đầu nếu mà có chỉ định, đặc biệt là những bệnh nhân có tiền sử đợt cấp và có bạch cầu ái toan tăng cao. Những can thiệp khác chúng ta cần phải lưu ý, thí dụ như là chúng ta điều trị nội soi, chúng ta phẫu thuật khí huyết thủng để tái lập cái sự thông khí tốt cho bệnh nhân, cũng như là điều trị những biến chứng, thí dụ như là bệnh nhân tăng phế mãn, tình nhân giảm oxy lâu dài, và chúng ta phòng ngừa đợt cấp, đặc biệt là chủng ngừa cúm và chủng ngừa viêm phổi. Thì đây là một cái biện pháp tổng hợp để giúp cho bệnh nhân được sống khỏe hơn, bớt triệu chứng, giảm đợt cấp và giảm tỷ lệ tử vong. Chúng ta điều trị bệnh nhân COPD chứ không phải là điều trị bệnh COPD. Một lần nữa xin cảm ơn ban chủ tọa cũng như là các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn.